chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị và các bạn đang đến với kênh test âm thanh và giới thiệu hàng bãi của cửa hàng audio bãi An Giang. Ngay phía dưới màn hình quý vị và các bạn có ngay một nút đăng ký, quý vị hãy bấm vào đó để đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất, những video clip mới nhất của cửa hàng. Em xin cảm ơn và nhớ chia sẻ cho người thân bạn bè, những ai có nhu cầu mua sắm âm thanh audio dịp cuối năm. Em xin chân thành cảm ơn. Đây là một bộ vàng karaoke em đã ghép hoàn chỉnh nha quý vị, gồm một đôi loa Bose 363 cực đẹp, đôi này phải nói là đẹp trên 95% luôn quý vị. Thì em đã có một cái clip quay em nó cùng với con Amdi Đại Nông 890DG em, nhìn nó đẹp nè, long lanh luôn nha quý vị, cả hai bên luôn nha, đẹp long lanh luôn, đẹp long lanh hết nha, khỏi chê chỗ nào quý vị. Thật sự đôi loa này nó quá đẹp nha quý vị, long lanh luôn. Với con Âm Ly Đại Nông Bayama 680G đang nghe nhạc bằng CD nha quý vị. Bây giờ nếu mà hát karaoke thì sẽ chuyển sang chế độ hát karaoke nha quý vị. Bây giờ em sẽ chuyển sang hát karaoke cho quý vị ha. Quý vị và các bạn nào mua Dollar Boss này thì em sẽ tặng luôn cái chân ở bên dưới nha quý vị. Nó có chân bên dưới nha, em tặng luôn cái chân bên dưới nha. Chân này cũng là chân bãi nhưng mà không phải chuyên của Boss nha. Em tặng luôn chân đó cho quý vị. Rất đẹp nha, để rất đẹp. Dollar này có thể này là đẹp 95%, giá 18 triệu bao ship toàn quốc, tặng luôn cặp chân nha. Đang ghép với Đại Nông 680G, giá rất rẻ nha quý vị, có 3 triệu mấy à. Và nguyên cả dàn karaoke mặt đen hết, Miro Sur UGX 40 cùng với Vanker BD M8+ mặt đen hết nha quý vị, rất hài hòa 4 râu. Bây giờ em sẽ chuyển sang karaoke cho quý vị nha. Bây giờ em sẽ để điện thoại xuống, bấm qua AUX ha, qua nó AUX đó, tăng volume lên chút ha. Bây giờ em sẽ lấy em sẽ mở nhạc lên ha quý vị, sẽ mở nhạc karaoke. Mặc dù chiếc Amply này chỉ vài triệu đồng thôi quý vị, nhưng mà đánh rất hợp với Boss quý vị. Đặc thù của dòng Đại Nông này 680R này, đánh những đôi loa Boss cực kỳ hay, giá có mấy triệu thôi, chưa đến 4 triệu, 3 triệu mấy. Rồi, chúng ta sẽ test một đoạn nhạc karaoke nha quý vị. Đúng là cái chất âm Boss là nó cái đẳng cấp hẳn quý vị. Mở lên là nghe đẳng cấp liền, không thể so sánh được bất cứ với đoạn nào hay hơn. Mở lên là nghe thấy đẳng cấp liền. Đi 1, 2, 3. Alo 1, 2. Qua cơn mê xa cuộc đời bênh bông, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, một thuở linh đêm. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà.
mạnh tí xíu.